Nguyên cái dãy, cái nhà hàng này có nguyên một dãy hồ để chứa thực phẩm. Các bạn, hôm nay ăn trưa thì gia đình đi vòng vòng, cũng không biết đi đâu, đi ba cái nhà hàng này, cái này là cái thứ ba mới có cái này mở cửa, mấy cái kia mình đi ghé nó vô là nó đóng cửa, trưa nó đóng cửa hết này. Tại mấy cái quán mình đi là mấy cái quán nhỏ cho nên trưa họ đóng cửa, họ trưa, còn cái quán này quán lớn họ mở suốt à. Đây trong cái tủ này nó rộng mấy con cua vậy, như là con ghẹ, chắc ghẹ xanh. Có mấy loại cá lạ quá, nhìn không biết cá gì luôn. Tôm càng xanh thì mình biết. Cái này thì cá chạch. Cái này là cá chạch với một con cá lóc bình kia, con cá lóc bình kia kìa. Cái cá đó cá hè. Cá hè. Con này tôm này tôm gì đi? Đó, tôm này tôm sú. Tôm sú à? Ừ. Chỗ này là king crab, kêu là cua hoàng đế. Trong này rộng 5 con cua hoàng đế. Đây thì kêu là ốc giò voi với tôm hùm. Đây là cá thò lòi biển, cá thò lòi bự quá chừng. Bên này mình đoán đây là cá bóng mú, có 4, 5, 6 con, có 6 cá bóng mú nằm vậy không. Phía trên này là tôm tích với tôm hùm xanh. Và đây là cái hồ chứa mấy con bạch tuộc còn sống luôn. Nó tên là tôm càng xanh.